chào quý vị và các bạn đến với bộ phim Hương vị tình thân. Hương vị tình thân và bốn điểm đáng tiếc ở chặng cuối. Chỉ còn vài tập nữa là kết thúc, nhưng bộ phim Hương vị tình thân đã để lại bốn điều đáng tiếc ở những tình tiết mới. Như vậy, sau khi trải qua gần 140 tập phát sóng, bao gồm cả phần 1 và phần 2, Hương vị tình thân sắp chia tay khán giả. Ở chặng cuối, phim có rất nhiều điểm cộng như các tình huống kịch tính, hấp dẫn, diễn ra liên tục. Diễn xuất của dàn sao cũng được khen ngợi ít nhiều. Bên cạnh những lời khen, phim cũng có bốn điểm hết sức đáng tiếc gây nhiều tranh cãi như sau. Ông Sinh có xứng đáng là giang hồ chính hiệu hay không? Trong tình tiết mới, phân cảnh đối thoại giữa ông Sinh và Thi khiến nhiều khán giả khó chịu. Cụ thể, Thi có cuộc hẹn với ông Sinh trước khi bị bắt cóc. Trong lúc này, Chiến Chó lại bất ngờ đến và gửi cho ông Sinh một món quà, đó là đoạn video nói về vụ án năm xưa. Trước mặt Thi, ông Sinh hồn nhiên mở video và không tắt tiếng. Ông Sinh xem một cách không cảnh giác, rồi đến đoạn: "Chúng mày ơi, thằng Sinh giết đại ca rồi." Thì ông Sinh mới giật mình tắt máy. Sau đó, ông Sinh bị Thi cho người bám theo và dàn dựng cảnh lâm xe để cướp điện thoại lấy thông tin. Tình huống ông Sinh lộ video bằng chứng bị khán giả đánh giá quá đơn giản. Một người từng là giang hồ chính hiệu lại ngồi tù 20 năm như ông Sinh thường sẽ không hành động bất cẩn và ngây ngô như vậy. Nhiều khán giả phản ứng rằng tình tiết này không hợp lý. Xem xong, không ai tin rằng đó là một người trải đời. Điểm trừ thứ hai đó là Thi quá cố chấp. Bộ phim Hương vị tình thân tập 61 phần 2 có rất nhiều tình tiết gây tranh cãi, trong đó việc Thi ôm hận về cái chết của bố mình với ông Sinh và Nam, cho nên đã thuê thám tử điều tra. Thi dường như đã biết chắc chắn chính người tình của mẹ, tức là ông Tấn, là thủ phạm, nhưng cô vẫn cố tình đổ tội cho ông Sinh vì không ưa Nam. Như đã nói ở tình tiết trên, ông Sinh hẹn gặp Thi để xin cô tha thứ cho Nam được yên, nhưng Thi vẫn mạt sát ông, còn mong bố con ông Sinh chết đi thì cô ta mới thỏa lòng. Thi còn cho người đánh lấy cắp điện thoại của ông Sinh và đoạn clip bằng chứng tố cáo lão Tấn giết ông Thắng do Chiến Chó gửi qua, khiến cho khán giả cho rằng nhân vật này quá cố chấp. Khán giả cho rằng Thi không hiểu chuyện, thậm chí hành động Thi cướp điện thoại để hủy đi bằng chứng, để có cớ không ở chung nhà với Nam, khiến người xem hết sức khó chịu. Đáng lý ở chặng cuối, biên kịch phải xây dựng tâm lý Thi hiền lành hướng thiện hơn sau khi cô trải qua nhiều biến cố. Đằng này, Thi vẫn hiện lên là một cô gái cứng đầu và trẻ con. Điểm trừ thứ ba đó là Mạn Long và Nam thể hiện tình cảm quá đà. Nam và Long bị khán giả chỉ trích về những phân cảnh tình cảm kém duyên. Trong khi đó, những phân đoạn cả hai thể hiện sự yêu thương tình cảm vợ chồng bị cho là quá lố và bị lặp lại. Những tình tiết này được đưa vào phim có thể dụng ý là để tác phẩm giảm đi phần tiêu cực, làm tươi sáng hơn. Tuy nhiên, lạm dụng quá đà tình tiết này khiến phim bị phản tác dụng. Điểm trừ thứ tư, nữ chính được xây dựng quá lý tưởng. Ở góc độ khác, việc nữ chính được xây dựng với hình ảnh lý tưởng cũng trở thành chủ đề bàn luận trên các diễn đàn phim. Nam được ví là quý nhân của gia đình họ Hoàng, cô từng cứu bà nội đỡ cho Long một nhát dao. Ở diễn biến mới nhất của phim, Nam lại chính là người cứu Thi từ trong đám lửa. Khán giả cho rằng biên kịch đang xây dựng nhân vật nữ chính như anh hùng. Thậm chí khán giả đánh giá việc lý tưởng hóa hình tượng nữ chính lại khiến cho nhân vật Nam không để lại dấu ấn với người xem.